Đầu tiên chúng ta sẽ vào cái cửa hàng CS Play này. Đây. Chúng ta tìm cái chữ TUIA nhé. T này. UIA. TUIA Smart. Tìm cái TUIA Smart đấy. Chúng ta tải cái phần mềm này về. Tải phần mềm này về. Chúng ta đăng ký tài khoản nhé. Đấy, tại phần mềm này chúng ta đăng ký tài khoản. Xong chúng ta đăng nhập. Thì khi cái phần mềm này thì chúng ta vào thêm thiết bị này, vào dấu cộng ở bên góc trên cùng bên phải này. Vào dấu cộng này và end device này. Đấy. Thì ở cái phần thiết bị điện này, chúng ta kéo xuống này. Kéo xuống thì nó có cái đây này, nó có hai ngôi nhà này, một cái là của Garador, là của cổng này. Và một cái là của cái thiết bị điều khiển cực cuốn này, thì chúng ta vào cái thiết bị điều khiển cực cuốn này. Đấy, thì đây là cái máy chúng ta đang kết nối với wifi chúng ta đây, thì chúng ta đánh mật khẩu vào. Đấy, chúng ta cho tiếp theo này. Thì trên các thiết bị của chúng ta nó nhấp nháy. Nhấp nháy nhá. Thì chúng ta ấn nó xác định nhấp nháy này. Thì nó có nhấp nháy nhanh và nhấp nháy chậm. Thì nó đang nhấp nháy nhanh thì chúng ta chọn nhấp nháy nhanh, và chậm thì chúng ta chọn nhấp nháy chậm. Đấy, và nó sẽ quét. Nó quét từ bên trái sang bên phải. Đấy, khi nào nó quét xong sang bên đến bên phải nên là xong. Là chúng ta đã điều khiển được. Đấy. Khi mà nó xong thì nó ra được như này. Đấy. Xong thì nó ra được như này, mở này, dừng và đóng. Thì đây nó có một cái chế độ sửa đây. Chúng ta sửa tên này. Đấy. Đấy. Sửa tên này. Đấy. Ví dụ chúng ta để là cửa cuốn chẳng hạn. Nó lưu vào. Đấy, nó là cửa cuốn này. Còn cái phần mà hiện giờ ở đây. Đấy, chúng ta sẽ hiện giờ mở, hiện giờ đóng ở đây. End timing thì chúng ta đây. Đấy, nó ra như này là chúng ta điều khiển được.